Chào mọi người, video hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người cách chuyển vùng Apple Store sang Mỹ và tải TikTok Mỹ. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách lập kênh TikTok Mỹ để đăng video và kiếm tiền từ chương trình beta nha. Đầu tiên là bước chuẩn bị. Thì số 1 đó là điện thoại. Thì mọi người cần có một cái điện thoại iOS hoặc là Android nha. Thứ hai là mọi người nên nhớ là nên tháo sim ra và nhớ là không được lắp sim vào nha, chỉ sử dụng bằng wifi để phát IP sang nước ngoài thôi. Thứ ba là mọi người còn có phần mềm VPN trả phí. Ở đây thì mình dùng phần mềm là HMA VPN vì mình thấy hiện tại đây là một trong những phần mềm phát IP khá sạch. Mình nhớ không lầm là một năm là mình mua có một năm thì nó là khoảng 1,3 triệu, sao mình không nhớ nữa. Một tài khoản HMA thì mọi người sử dụng cho 5 điện thoại. Nếu mọi người mà sử dụng nhiều thiết bị hàng loạt á, thì mọi người cần mua nhiều tài khoản HMA. Tuy nhiên nếu mọi người không có điều kiện á, thì mọi người có thể mua gói dùng chung HMA được. Nó vẫn là IP sạch nha. Nhưng mà cái điều là người ta mua một cái gói cho 5 điện thoại thì người ta share cho bạn một điện thoại thôi, chứ không có gì hết. Và mọi người nên dùng bản trả phí, bởi vì cái bản free á, thì giờ hiện tại nó không còn sạch nữa và nó dễ dính IP Việt. Tại sao lại fake IP sang Hoa Kỳ? Bởi vì nếu mà mọi người không phát IP sang Hoa Kỳ á, thứ nhất là khi mà người tạo tài khoản TikTok Mỹ sẽ không bật được kiếm tiền, và khi mà người bật kiếm tiền được rồi á, thì nếu mà dính IP Việt á, thì cái số tiền kiếm được rất là thấp. Nếu mà là view Mỹ á, thì số tiền được sẽ cao rất là nhiều lần. Sau khi tải app HMA VPN về và mua gói trả phí á, thì mọi người bấm vào app VPN, sau đó mọi người chọn cái vị trí này, vị trí mọi người sẽ phát IP sang. Vì như mình á, thì mình sẽ phát sang Mỹ, mình chọn New York. Các bạn có thể phát sang các nước khác mà bạn muốn tạo tài khoản. Ví dụ như bạn phát sang UK là Anh đó, thì bạn sẽ tạo được tài khoản Anh. Một lưu ý là các bạn nhớ bấm vào phần cài đặt và bấm vào một cài đặt. Quy tắc kết nối thì các bạn nhớ đổi sang là bạn kết nối với bất kỳ wifi nào, để mà khi mà các bạn đem điện thoại đi đến những nơi khác mà bắt một cái wifi khác thì cái HMA VPN này nó sẽ tự động phát IP cho bạn luôn. Chứ nếu bạn không chọn cái lựa chọn này là nó không, là khi lỡ bạn quên thì nó lại vô tình là dính IP Việt. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn bấm on lên, rồi IP mới nó đã hiện ở quốc gia là Hoa Kỳ này mọi người. Sau khi mà đổi IP xong thì mọi người sẽ đổi địa chỉ máy sang Mỹ. Thì đổi địa chỉ máy bằng cách nào? Thì mọi người bấm vào một cài đặt, kéo xuống cài đặt chung, mọi người kéo xuống ngôn ngữ và vùng này, rồi mọi người bấm vào cái vùng này. Mình đã chọn là Hoa Kỳ rồi. Nếu bạn chưa có ở Hoa Kỳ thì các bạn bấm vào tìm kiếm, bấm Hoa Kỳ, đây Hoa Kỳ đây mình bấm vào, được chưa? Rồi ngôn ngữ thì mọi người để tiếng Việt cũng được, không cần tiếng Anh đâu. Rồi quay lại, tiếp theo mọi người vào ngày và giờ này, mọi người nhớ là nó tắt cái đặt tự động nha mọi người. Và cái múi giờ thì mọi người bấm vào chọn là New York, mình đã chọn trước rồi New York. Rồi như vậy là mọi người đã đổi địa chỉ máy sang Mỹ rồi đó mọi người. Bước tiếp theo thì là lập kênh TikTok Mỹ. Mọi người bấm vào TikTok Mỹ mà mình tải về hôm trước, bấm vào nút mũi tên ở trên này, sau đó bấm vào thêm tài khoản, sử dụng số điện thoại hay email. Rồi mọi người nên sử dụng email nha. Email thì mọi người có thể nhập email của mình có, hoặc là mọi người có thể lên Google người mua tài khoản Gmail hay Hotmail thì nó cũng rẻ thôi. Ở đây thì mình có sẵn một cái Hotmail mà mình đã mua lúc trước rồi, thì mình dán nó vào, mình bấm tiếp. Rồi mình đặt mật khẩu, thì mọi người nên đặt chung mật khẩu cho tất cả các tài khoản để khỏi nhầm lẫn nha. Ngày tháng năm sinh thì mọi người chọn ngày tháng năm sinh nào cũng được. Tuy nhiên thì lời khuyên là mọi người nên chọn trên 18 tuổi nha. Mình chọn 12 tháng 9 năm 97 đi. Rồi bấm tiếp. Rồi kéo thanh trượt để ghép hình, mình kéo thanh trượt rồi ghép hình. Rồi đã hoàn tất xác minh. Rồi nó sẽ gửi mã gồm 6 chữ số về cái mail của mình. Thì các bạn vào mail để lấy mã số. Sau khi bạn nhập mã mà nó gửi về mail xong thì bước theo là tạo biệt danh, thì các bạn có thể bỏ qua. Rồi đã tạo xong TikTok Mỹ đó mọi người. Để kiểm tra có phải là TikTok Mỹ không thì mọi người bấm vào dấu ba sọc ở bên trên này, công cụ dành cho nhà sáng tạo. Mọi người bấm vào quảng bá này và bấm vào bảng thông tin này. Đó, nó số tiền đã chi tiêu nó hiện là tiền đô là đúng rồi mọi người, là ok rồi đó. Tiếp theo là mọi người kéo xuống cái mục chương trình sáng tạo beta này, người bấm vào nhận thưởng với chương trình sáng tạo beta này, từ 18 tuổi tới lên này, có ít nhất 10.000 follow này, có ít nhất 100.000 lượt xem trong 30 ngày qua này. Như vậy là mọi người đã tạo xong TikTok Mỹ rồi đó. Trên đây là video mà mình đã hướng dẫn rất chi tiết từng bước để mọi người có thể lập được kênh TikTok Mỹ và kiếm được tiền từ chương trình beta nha mọi người. Nếu mọi người thấy video hữu ích và hay thì hãy nhớ cho mình một like, một share và một subscribe kênh để tiếp tục thêm được cho mình ra được nhiều video hơn nha mọi người.